Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Nè, Nobita, mọi ngày em đều đi đúng giờ, sao hôm nay tới trễ vậy hả? Dạ thưa thầy, hồi sáng này có hai chị hàng xóm ở cạnh nhà em cãi nhau. Họ cãi quá trời quá đất luôn thầy à, cho nên em tới trễ. Nè nha, hàng xóm cãi nhau mắc mớ gì mà em đến trễ hả? Dạ, một chị thì đòi lột áo chị kia, nên em cứ đứng đó chờ mãi đi xem với thầy ơi. Buổi sáng. Chiều nay anh có bận gì không? Bận đi chơi rồi. Với ai? Với một cô gái đẹp nhất trái đất luôn. Chiều hôm đó. Hello. Ủa anh làm gì ở đây vậy? Thì anh đã bảo anh sẽ đi chơi với cô gái đẹp nhất trái đất rồi mà. Anh làm em ngại quá. Vậy chị của em có ở nhà không? Ôi coi, mình đã làm gì sai chứ? Anh thấy em hôm nay nấu ăn có ngon không? Đầy sức sống. Anh nói thiệt chứ? Thiệt, canh sống, cơm sống, thịt cũng sống, cá sống, rau luộc cũng sống luôn. Nói chung là đầy sức sống. Ê, chết chứ bà. Một buổi sáng, Mon gặp một đám cưới. Đám cưới ai thế? I don't know. Vui nhỉ. Buổi chiều, Mon gặp một đám ma. Ôi, đám ma ai thế? I don't know. Ôi, nghĩ cũng tội nghiệp cái thằng I don't know quá ha. Mới sáng này nó cưới mà chiều ra nó chết rồi. Phải cái thằng I don't know. Nobita đâu rồi con? Hả? Đang học trên gác đó mẹ ơi. Hả? Thôi chết rồi, mọi hôm giờ này nó đang online Facebook mà. No way no, con đừng có làm cho ba mẹ sợ nha con. Thiệt là không hề tin được.